Hôm qua mùng 1 tháng 4, thì Thủ tướng Thái Lan Prayut chan o -cha thông báo thiết quân luật được áp dụng hồi năm ngoái đã được bãi bỏ. Ngành du lịch chủ lực của Thái Lan dự sẽ phục hồi trở lại sau quyết định này. Thiết quân luật được áp dụng từ tháng 5 năm 2014 đã được bãi bỏ hôm 1 tháng 4 dưới sự chấp thuận của quốc vương Bumin Bon Aduyade. Thay thế cho thiết quân luật là luật 44. Điều luật này không khắc khe như thiết quân luật nhưng vẫn đảm bảo quyền lực của quân đội. Quyết định của Hoàng gia và chính phủ Thái Lan đã nhận được nhiều sự đồng tình từ dư luận trong nước và quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các công ty du lịch. Trước đó, doanh nghiệp và các công ty du lịch đã cùng nhau kêu gọi chính phủ Thái Lan gỡ bỏ thiết quân luật để phục hồi ngành du lịch, vốn chiếm 10% của nền kinh tế Thái Lan. Lượng khách du lịch đến Thái Lan đã giảm đi đáng kể từ khi thiết quân luật được áp dụng hồi tháng 5 năm ngoái. Khách du lịch dừng đến Thái Lan vì không thể mua được bảo hiểm du lịch. Trước đó khi còn tồn tại thiết quân luật, các quán ăn, nhà hàng, quầy bán hàng rong tại bãi biển Phuket đều bị dẹp bỏ, đóng cửa hay thu hẹp quy mô chỉ còn một phần hai.